Hello, chào các bác nha. Đồ về các bác ơi. Kho em hết chỗ đi mà đồ cứ về hoài. Ok, báo các bác một số đồ nha. Đây. Đầu tiên là cái trục ép Janome nha. Trục này cỡ 40 kg nha, 40 kg, trục ép Janome. Trục này hàng Janome của Nhật nha, của Nhật. Cái đầu này mình có thể thay được nè. À, đầu này là đầu này đưa xuống ở bên bãi á, cái này để rảnh mình làm thêm một clip nha. Ở bên bãi mình quay thì nó thò ra được cỡ 100 nha, cỡ 100. Đầu này thì nó bắt một cái bát là bắt con sẹt vô nha, bắt con sẹt vô chạy dây cu ro đó. Còn mấy dây này chỉ là dây tín hiệu thôi nha, dây sensor đó. Bát bắt con sẹt vô. Cái này như bắt ở đây. Ngược lại sao? Đó nha. Thì để mình làm clip test con này sau nha. Đó, tức là đưa ra coi nó thò được bao nhiêu, nhưng mà bên bãi mình coi thì nó thò được cỡ bao nhiêu đây. Đó, mặt thép rất là đẹp. Con này có thể dựng đứng nha, dựng đứng hoặc là để nằm ngang. Tại vì để nằm ngang á thì nó có cái bát nè. Mặt ở dưới được mài phẳng nha, nó có cái bát nó bốn lỗ ốc. Để nằm ngang cũng được, có hai ứng dụng nha. Để nằm ngang thì cái mặt nó đã phải được mài phẳng rồi, và dựng đứng thì bắt vào đây cũng đã được vuông góc. Ở bên bãi thì nó xài để dựng đứng nha. Trục này cỡ 40 kg nha. Bán thì có nhiều cái cách thức để bán nha. Một là để như vậy, hai là lên động cơ, ba là lên bo điều khiển, hoặc là cái ti cái cần gạt lên xuống nha. Gạt xuống thì chạy xuống, gạt lên chạy lên, cái kiểu như máy ép vậy đó. Tùy khách chọn như thế nào, nhưng mà trước mắt á, cái giá để như vậy á thì mình bán các bạn là 2 triệu 6, trục này hàng của Nhật, không rơ không lắc nha. Ép cỡ 10 tấn nha. Ép cỡ 10 tấn. Ok, một. Món thứ hai là cái này. Hôm qua cái này anh khách lấy rồi nha. Hai cái này đều giống nhau. Là hai cái đế để con robot á, để con robot Scara nhỏ nhỏ. Đó. Cái này hôm qua mình đo là cái mặt á, nó là 200 180 và cao là 320. À, nặng 20 22 kg. 22 kg. Giá 900 nha, 900. Cái này bữa nay được khuyến mãi thêm cái mấy sợi dây. Cái này mình tháo lại nha, lấy dây nha. Chứ mình bán cái gối thôi. Chứ cái này thì cũng không có xài được. À, này tí mình tháo lại. Lấy mấy sợi dây. Làm dây tín hiệu. Còn trục này hôm qua bán rồi nha. Cảm ơn anh khách ủng hộ nha. Cái này hàng hiếm khó tìm. À, cái cơ cấu này và nói chung trong trong cơ khí có cái cơ cấu này nha, cơ cấu này rất là hay, cơ cấu dịch chuyển theo bước. Còn con motor này cộng với cái bồn dầu này, các bạn thấy dầu thủy lực không, còn đầy luôn. Cái này chính là trên cái máy dập nha, máy dập mình đã chốt hai cái nha. Nay mai nó về, bữa nay mình sắp xếp kho bãi nha. Nay mai nó về mình sẽ làm hoàn thiện luôn về các bạn, cấp điện 220 một pha và có cần gạt nha, hoặc nút nút bấm nha. Nói chung cần gạt là tiện nhất nha, hoặc là nút cái nút bấm, hoặc là cốc đạp ha, không cốc đạp ha, đạp bên trái bên phải thì lên xuống giống như những cái máy dập thông thường đó. Nhưng mà hàng của Nhật ngon, cái máy mà mình đăng lên clip các bạn, đăng lên kênh đó. Nay mai nó sẽ về. Bữa nay tuyển được hai cái tủ dài, tủ dài bữa nay mình báo giá tốt nha, 1,8 triệu một cái bao ship không khay, 1,8 triệu một cái bao ship, hoặc là 1,6 triệu tới nhà mình chở không khay. Tủ dài cái này, cái chụp của cái máy 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 dập nha, cái nắp chụp đây được cái mâm mâm xoay và đạn đũa. Thank you. Ok. Cái mâm này để cái mặt này úp xuống dưới. Cái này lỗ, cái lỗ trục ở cỡ khoảng 50 á. Mình chưa đo, tí mình đo. À, các bạn lấy cái trục đặt vào đây là cái mâm nó sẽ xoay nha. Đặt vào thôi là nó sẽ xoay. À, mâm này nặng lắm luôn. Khoảng hai hai mấy ký thép được gia công. Đường kính khoảng 30, 30 30 hơn. À, rất là dày. Dày và nặng.
Đó. Cái này thì tháo ra. Hai, bốn, sáu, tám đầu ốc. À, cỡ 3, 30 các bạn. Cỡ 30 nha. Gang tay mình tới đây, cỡ 30. Các bạn nhìn bằng đạn đũa. Con này các bạn để cả tấn lên ok nha, không vấn đề. Cơ bản cơ cấu nó vậy. À, quá khỏe luôn. Mâm này, cái mâm này 900 bằng giá với cái ủ đó nha. 900. 900 thì khách nào chuyển khoản thì mình bao ship nha. Còn cọc hay gì đó thì không bao nha. 900 bạc đạn, hàng mới. Cái này hàng trên máy dập ạ. Dựng vào trong cái vách á, chưa xài. À, dày. Dày cỡ 20 ly. Cái này 900. Tủ thì 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 tới nhà chở. Hoặc là 1 triệu 8 à. Bao ship toàn quốc. À, tủ đẹp. Chưa bao gồm khay. Khách nào lấy khay thì mình tính thêm. Lựa anh bãi nha. Bán nhanh. Chưa vệ sinh. Tủ hai đầu thì nó sẽ có hai hai cửa hai đầu nha các bạn. Và hai cửa sẽ có hai khóa hai đầu giống nhau hết nè. Hai cửa hai khóa hai đầu và thắng hai đầu. Còn quay thì là quay 360 độ bình thường. Cái này anh nào mua cho vợ đẩy đẩy đi bán đồ, đựng rất là nhiều đồ thông qua. Hai khóa hai đầu, hai khóa thì khi cửa buông ra thì nó có 500, nó giữ lại, giữ lại. Ok, một số đồ vậy các bạn. Sẵn đây cái này nha. Cái này 2 triệu tư cho bữa nay nha. Tí mình làm dip test. Cánh 60, nặng 30 kg. 2 triệu tư bao ship. Ừ, còn cái này. Cái này trước mắt thì mình bán lấy tiền cà phê thôi nha. Khách nào về tự nghiên cứu. Chứ mình việc nhiều. Để mà nghiên cứu chạy nó cũng hơi khó. Nói chung bán các bạn là 250k. 250k. Đó. Không bao gồm phí ship. Đó, mình lãi được 100. 250k mua anh bãi 150k. Thì X và Y. Con này á, anh em nào làm cái bộ điều khiển cho máy tiện, máy phay mà từ cơ chuyển lên thành bán tự động á, ha, bán tự động á, hoặc là tự động, hoặc là bán tự động. Giống như mình thay vì mình cầm tay quay đi, thì trên máy tiện tay quay á, thì mình gắn vào với cái motor Wakuro. Đó, khi mình quay cái này thì cái motor nó sẽ quay. Đó. Hoặc là có nút nhấn mình nhấn không thì cái trục này nó sẽ đi tới đúng không? Đó, thêm núm chỉnh gì đó. Túm lại là bán để nguyên hiện trạng. Đó, có luôn cọng cáp để nguyên hiện trạng. 250k. Còn anh em nào về làm gì làm, nghiên cứu. Còn mà để bán mà để chạy theo ý các bạn thì giá khác nha. Chứ giá này thì không có làm được. Trước tiên bán vậy khó quá bỏ qua. Ok, ở còn cặp kia nha, 650 nha. Cặp này thép nguyên khối, cặp này 10 kg một cây một cái, cao 220.